mua đất phần 2. Tập 4. Đất bị đường quy hoạch ngang qua. Người sử dụng đất khi bị thu hồi đất để làm đường sẽ được bồi thường theo nguyên tắc. Về đất hoặc về đường, điều kiện được nhận bồi thường về đất như sau. Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm cộng có sổ đỏ, sổ hồng hoặc đủ điều kiện được cấp sổ. Tuy nhiên điều chắc chắn là không ai lại muốn đất nhà mình bị dính quy hoạch làm đường. Tập 5. Đó chính là khinh thường những miếng đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp, đôi khi còn gọi là đất canh tác hay đất trồng trọt là những vùng đất khu vực thích hợp cho sản xuất. Trên thực tế những miếng đất này thường khá tiềm năng, nhưng trường hợp này nó đang được chuẩn bị quy hoạch thành đất ở đô thị, như vậy giá trị tăng lên rất nhiều. Bởi vậy đừng khinh thường đất nông nghiệp nhẹ nó không tầm thường như bạn nghĩ. Tác cuối, chính là việc bạn không nên uết này chết quy hoạch. Việc nên đây chết sẽ giúp bạn không phải lên địa chính, có được nhiều thông tin hữu ích về miếng đất, mà lại tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Vì vậy nếu có ý định mua đất thì bạn nên vào ngay hulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.